Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 3, Ban tổ chức giải dù lượn khám phá Đại Ngàn Sa Thầy năm 2024, tỉnh Kon Tum đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân khiến một phi công dù lượn bị rơi, tử vong khi hạ cánh. Được biết, nam phi công, 39 tuổi, hôm qua bay dù lượn, lúc sắp hạ cánh đã xảy ra sự cố kỹ thuật. Phi công đã rơi tự do ở độ cao hơn 20 mét. Các thành viên ban tổ chức tới ứng cứu nhưng không kịp. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Đại diện bệnh viện cho biết phi công bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu, mất nhiều máu, chấn thương quá nặng và nạn nhân đã tử vong. Theo bác sĩ Võ Văn Thiện, công tác tại bệnh viện này, phi công được nhập viện vào khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 3 trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tích cực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, phi công đã tử vong sau khoảng 3 giờ vào viện. Giải dù lượn khám phá Đại Ngàn Sa Thầy năm 2024 là sự kiện nằm trong hoạt động tuần văn hóa du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024. Giải đấu quy tụ 127 vận động viên tham dự, trong đó có 41 vận động viên đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4.500 lái xe dương tính với ma túy, hơn 102.000 trường hợp đi sai làn đường, phần đường và khoảng 15.000 lượt tránh vượt không đúng quy định. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong thời gian tới sẽ bố trí cán bộ hóa trang, mặc thường phục và thường xuyên di chuyển để ghi nhận vi phạm trên các tuyến đường không có hệ thống camera giám sát. Cục Cảnh sát Giao thông vừa ban hành kế hoạch xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, tốc độ, vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ giả. Việc xử lý sẽ được thực hiện thường xuyên liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm răn đe, tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành của tài xế. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ trực tại trung tâm chỉ huy, giám sát 24/24 giờ để nắm tình hình các xe vi phạm. Đối với các tuyến không được trang bị hệ thống giám sát tự động, sẽ bố trí cán bộ hóa trang, mặc thường phục ở các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thường xuyên di chuyển để ghi nhận các hành vi vi phạm. Từ đó thông tin cho lực lượng làm nhiệm vụ công khai để xử lý. Trường hợp không dừng được phương tiện, cảnh sát sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện có liên quan. Thưa quý vị, Cà Mau được xem là thủ phủ cua ở đồng bằng sông Cửu Long. Và cua tỉnh này cũng rất là nổi tiếng. Và những ngày vừa qua thì cua nuôi ở Cà Mau thì lại xảy ra tình trạng bệnh chết bất thường. Nhiều nhất ở huyện Đầm Rơi và Nam Căn với diện tích vào hơn 1.800 ha. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, qua thống kê có hơn 500 hộ dân bị thiệt hại, mức độ từ 5 cho đến 40%. Cua chết xuất hiện ở tất cả các kích cỡ từ 10 đến 15 con trên 1 kg cho đến 3 đến 4 con 1 kg. Kiểm tra cảm quan bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy cua bị sạm màu, bị yếu, hoạt động thì chậm chạp. Những con cua này chết ngay trong vuông nuôi hoặc là bắt lên bờ sau vài giờ đến một ngày. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cà Mau nhận định có thể do nắng nóng kéo dài làm nhiệt độ và độ mặn tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của cua. Cua chết hầu hết có ký sinh trùng, giáp, xác chân đều trong khoang thân, vi khuẩn gây hoại tử gan tụy và các chủng vi khuẩn khác gây bệnh. Theo người dân địa phương, tình trạng cua chết vào mùa nắng hạn đã xảy ra từ vài năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nhiều hộ nuôi bị thiệt hại không nhỏ, có người từ 50 cho đến 70%. Và ngành chức năng cũng khuyến cáo người nuôi cua cần bình tĩnh, không hoang mang chủ quan, mà chủ động theo dõi diễn biến dịch bệnh để chuẩn bị tốt cho vụ nuôi. Trước mắt là người dân cần thu hoạch ngay số cua còn lại trong vuông nuôi để hạn chế thiệt hại, không nên thả thêm con giống vào nuôi, cấp thêm nước vào vuông nuôi nhằm hạn chế nhiệt độ và độ mặn tăng cao. Có một chỗ vào trường trung học phổ thông công lập luôn là câu chuyện khó của nhiều năm ở các thành phố lớn. Hà Nội với chỉ tiêu chi bình quân các quận chỉ hơn 60% vào công lập, nhưng thực tế tại nhiều quận nội thành thì con số đó là chưa tới. Vâng ạ, đến nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn chưa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10. Và để có cơ hội cho con chắc chắn hơn, nhiều phụ huynh đã chạy khắp nơi tìm trường và đặt cọc giữ chỗ cho con, phòng khả năng không vào được lớp 10 công lập. Câu chuyện này năm nào cũng có và cứ năm sau thì lại căng thẳng hơn năm trước. Do phụ huynh nhập thông tin, nếu phụ huynh mà không tiện nhập thì có thể ngồi bên cạnh cô giáo hướng dẫn tuyển sinh để cô xin nhập hỗ trợ phụ huynh ạ. Và thứ hai là sẽ có bản cứng, nghĩa là giấy tờ để phụ huynh nhìn các thông tin cũng như là nguyện vọng cho con là vào học hệ nào. Và sau đấy thì nhà trường sẽ bắt đầu thu lệ phí tuyển sinh. Lệ phí tuyển sinh này nói là một cái khoản tiền để là mình đóng và mình yên tâm cho con vào học ở trường. Những ngày đầu tháng 3 này, cả hai vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Chiến đã phải đi quanh khu vực Cầu Giấy
Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm để tìm trường cấp 3 cho con mình. Khả năng vào trường công quá thấp, anh chị đã tìm trước một chỗ đứng trong các trường dân lập, chắc suất cho con vào học. Lớp 10 là gần như là bản lề. Nó còn tớ thấy còn nhận thấy nó còn khó hơn cả đi vào đại học. Nên là phải chuẩn bị sớm. Thì ai tâm lý của làm cha làm mẹ là muốn chắc. Thành ra là cũng sẽ là có cái động tác là sẽ đi đăng ký trước. Nhưng nhiều khi nhiều bạn sẽ đỗ vào trường quốc lập thì bỏ không học. Nên là cái đấy là tùy từ các trường thì đấy là hợp lý hơn. Mặc dù thường trú ở quận Đống Đa, tuy nhiên anh Tạ Xuân Tuấn đã đi tìm hiểu trường cho con cả ở khu vực Bắc Từ Liêm. Không kể khó khăn, không kể đường xa, anh đã đi tìm rất nhiều trường, đặt cọc để giữ chỗ cho con mình từ sớm. Thực ra là phụ huynh cũng không quan tâm đến cái mức học giữ chỗ là khoảng 2 triệu, 15 triệu bởi vì cái tương lai của con rất là quan trọng, bởi vì thông thường như chị biết là các gia đình bây giờ có 1 đến 2 con thôi. Nhưng mà nên là việc đầu tư cho giáo dục các con thì hầu như là bố mẹ là đều có cái định hướng xa rồi. Nên là cái việc mà đặt cọc như thế này thì cũng là một cái mà để tạo cho trường cũng thấy là phụ huynh, học sinh cũng có cái niềm tin vào trường. Phụ huynh thì nóng lòng tìm chỗ cho con, các trường thì cũng mong tìm được học sinh của mình. Do đó, đã bắt đầu mở hệ thống đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp, nhưng cũng để phần nào chắc chắn, việc đặt cọc với những hồ sơ trúng tuyển được đề ra, để cả người học và nhà trường đều có điểm tựa, niềm tin chắc về suất đó đã được nhận vào. Cái việc ghi danh này thì nhằm mục đích là để nhà trường nắm được cái số lượng học sinh năm tới thì có thể là đăng ký vào nhà trường, đồng thời thì để phía phụ huynh cũng yên tâm có cái chỗ học cho con mình, tránh cái áp lực quá căng thẳng trong cái tuyển sinh. Cái việc ghi danh để tránh ảo thì nhà trường cũng có phần lợi phí. Đặt cọc và bài toán giữ chỗ cũng như thị trường cung cầu, tuy nhiên cũng nhiều ý kiến cho rằng nên có sự thống nhất của các cấp quản lý giáo dục để không có sự mất cân bằng, mỗi trường thu hồ sơ, đặt cọc một kiểu, gây khó khăn cho phụ huynh. Cái trách nhiệm ở từ ngành quản lý giáo dục, đáng ra là mình phải có những sự quy định, nó cụ thể, thì nó không xảy ra cái chuyện đó. Chứ còn bây giờ không có cái quy định gì cả, thì người ta tùy tiện, đấy là cái chuyện xảy ra, là một cái điều đáng tiếc. Và tôi nghĩ rằng các cơ quan quản lý giáo dục phải có một cái quy định cụ thể cho tất cả các trường và các trường sẽ thực hiện. Dù chưa biết tỷ lệ chọi của các trường trung học phổ thông công lập năm nay như thế nào, nhưng thời điểm này, sức nóng vào các trường dân lập đang ngày càng tăng, sức nóng từ sự sốt ruột, lo lắng của phụ huynh để có một suất dự bị cho con mình.